Vừa qua tại thành phố Bắc Ninh đã diễn ra hội nghị khách hàng năm 2015 do Điện lực thành phố Bắc Ninh tổ chức. Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện tháng tri ân khách hàng của ngành điện nói chung và Tổng công ty Điện lực miền Bắc nói riêng. Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Bắc Ninh nói chung và Điện lực thành phố Bắc Ninh nói riêng đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể như tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung tháng tri ân khách hàng, cải tạo sửa chữa hệ thống điện trong nhà cho 120 hộ dân, tặng 800 bóng đèn compact cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, tổ chức hội nghị khách hàng sử dụng điện tại tất cả các huyện, thị xã. Tính từ đầu năm đến nay, công ty đã tiếp nhận, cập nhật được 261.262 khách hàng đăng ký số điện thoại nhận tin nhắn SMS, chiếm 67,98% trong số khách hàng. Tổ chức được 7,65 triệu tin nhắn thông báo tiền điện và chỉ số công tơ, thông báo mất điện v.v. đến khách hàng. Tại hội nghị, mọi ý kiến khách hàng đóng góp đã được Công ty Điện lực Bắc Ninh và trực tiếp là Điện lực thành phố Bắc Ninh tiếp thu, cam kết sẽ nỗ lực thực hiện như đầu tư xây dựng thêm các trạm biến áp phụ tải để giảm bán kính cấp điện, tăng cường dây dẫn, nâng cao năng lực truyền tải, cải tạo và lắp đặt thêm các bộ tụ, bù trung, hạ thế để nâng cao chất lượng điện áp, đặc biệt tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các mặt công tác để nâng cao chỉ số tiếp nhận điện năng, giảm bớt thời gian cấp điện mới, minh bạch và công khai các thủ tục chi phí liên quan đến điện để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.